Những thành viên đầu tiên của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã đến tập trung. Mà bây giờ là khoảng 9 giờ. Những người đến đầu tiên là có bác sĩ Choi và bác sĩ Tuấn, hai thành viên trong đội ngũ chăm sóc y tế cho đội tuyển bóng đá nam. Như chúng ta đã biết thì đợt tập trung này thì đội tuyển quốc gia của chúng ta trong danh sách là tập trung 37 cầu thủ. Tuy nhiên thì ở phút chót thì cầu thủ Đoàn Văn Hậu bị chấn thương. Chính vì vậy là đội tuyển của chúng ta đợt này chỉ có tập trung 36 cầu thủ thôi. Hôm qua thì một số cầu thủ trẻ đã tập trung tại Liên đoàn bóng đá. Và hôm nay thì các cầu thủ mới sẽ chính thức sang check-in tại khách sạn Garden, một trong khách sạn 5 sao đẳng cấp nhất Hà Nội. Khách sạn này thì mới được xây dựng. Cơ ngơi của khách sạn này thì nhìn là rất là ok, tuyệt vời. Trước đây thì đội tuyển chúng ta thường tập trung ở khách sạn La Thành, một nơi quen thuộc mà rất là lâu năm đội tuyển quốc gia của chúng ta ở đây rồi. Tuy nhiên thì đợt này thì đội tuyển quốc gia của chúng ta đã di chuyển sang một nơi ở mới, đó là khách sạn Garden ở trên đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Từ đây mà di chuyển về trung tâm đào tạo bóng đá Việt Nam, VFF thì cũng rất gần thôi. Gần hơn là từ khách sạn là La Thành mà về trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, VFF. Việc mà ở một vị trí thuận lợi như này thì cũng sẽ giúp cho các cầu thủ di chuyển lại thuận lợi hơn. Từ nay đến trưa thì chắc chắn là sẽ còn các cầu thủ sẽ đến tập trung hết. Ngày một số thông tin được bảo thì những cầu thủ của Viettel cho khoảng giáp trưa thì họ mới tới. Tuy nhiên thì những đội ngũ chăm sóc và nhân viên y tế thì bao giờ cũng là những người đầu tiên xuất hiện. Chúng ta cùng chờ đợi từ nay tới trưa thì sẽ có những cầu thủ tiếp theo để tới. Bây giờ thì bác sĩ Choi và bác sĩ Tuấn sẽ chuẩn bị sắp đồ để lên nhận phòng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những hình ảnh về việc các cầu thủ tới hội quân lần này ở những clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.